10 câu nói của người xưa, nói tận trí tuệ đời người. Thưa quý vị và các bạn, người xưa nói, không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm và từng trải, nên đối với thế giới này, họ cũng nhận thức sâu sắc và thấu tỏ hơn. Lời cổ nhân, mặc dù không dùng từ ngữ trau chuốt, hoa lệ, lời nói hùng hồn, nhưng được ví như những viên ngọc đã được mài giũa trong vỏ sò. Trong biến đổi lớn lao của cuộc sống, nó phát tán ánh sáng chói lọi, rạng rỡ khắp nơi. Trải qua hàng nghìn năm tìm tòi, đó là triết lý cuộc sống có từ rất sớm. Sớm đọc, sớm nghe thì sớm được lợi. Sau đây là 10 câu nói của người xưa, nói tận trí tuệ đời người, sẽ giúp chúng ta thọ ích trong kiếp nhân sinh. Câu thứ nhất, đấu gạo nuôi ơn, gánh gạo nuôi thù. Câu nói này có ý nói rằng, nếu chúng ta giúp một người đang ở trong nguy nan, người đó sẽ vô cùng cảm kích chúng ta. Nếu người đó đã có thể tự sống được bằng sức của mình, chúng ta vẫn không ngừng giúp đỡ, vẫn tiếp tục cung cấp gạo cho anh ta như cũ. Khi thời gian kéo dài, số lần nhiều lên, thì anh ta vốn trước đây có lòng cảm kích chúng ta, sẽ dần coi sự giúp đỡ của chúng ta là đương nhiên. Và nếu giả sử một ngày nào đó, đột nhiên chúng ta không giúp được anh ta nữa, vì anh ta đã coi sự giúp đỡ đó là đương nhiên, nên có thể sẽ vì vậy mà ôm hận trong lòng, bắt đầu phẫn nộ với người đã ra ơn cho mình. Do đó, giúp đỡ người khác cũng cần có tiết chế nhất định, chứ không phải ra ơn vô hạn. Khi một người đã không cần đến sự giúp đỡ của người khác, thậm chí bắt đầu không còn chí tiến thủ, chỉ một mực xin trợ giúp, thì chúng ta cần suy nghĩ tỉ mỉ, nên chăng giảm bớt hoặc trì hoãn ý nghĩ và hành động giúp người đó. Làm ơn thu giúp sự thiện lương của bạn lại và để họ tự lập. Câu thứ hai, nghề gì cũng biết nhưng chẳng nghề nào tinh. Tục ngữ nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, cũng là đồng nghĩa với câu, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Người xưa lại có câu, tham nhiều, nhai không nát. Y nói rằng, trong nghề nghiệp, học tập, tham nhiều thì không làm được tốt, không tiếp thu được tri thức. Cái gì cũng biết thì chẳng việc gì tinh thông. Cổ nhân nhằm khuyên bảo người đời, tinh lực mỗi người đều có hạn, nếu muốn đạt được thành tựu ở một ngành nghề nào thì phải nỗ lực cày sâu cuốc bẫm trong ngành nghề đó, học tập theo chiều sâu để học tinh hoa của sự việc, chứ không chỉ đơn thuần học tập theo bề rộng. Nếu chúng ta cái gì cũng muốn đạt được, lại không dùi mài chuyên sâu, thế thì kết quả cuối cùng sẽ là cái gì cũng học không đủ thấu, không đủ tốt. Câu thứ ba, đưa đò phải đưa qua bên sông, xây tháp phải xây đến đỉnh. Câu nói này có ý nhắc nhở chúng ta rằng, làm việc gì cũng phải kiên trì đến cùng. Phàm trên thế gian này, làm gì cũng vậy, không kể đại sự hay tiểu sự, việc có thành hay bại, chẳng qua là có kiên trì tới cùng hay không mà thôi. Thành công cũng giống chiếc đồng hồ vàng trong kho thóc, vốn tồn tại xung quanh chúng ta. Quy tắc thành công thực sự rất đơn giản, nỗ lực và kiên trì. Có một định luật gọi là định luật hoa sen nở. Ngày đầu tiên sen chỉ nở một phần nhỏ, ngày thứ hai sẽ nở với tốc độ gấp đôi. Tới ngày thứ 30, nó sẽ nở đầy cả một ao nước. Bạn có biết khi nào hoa sen nở được một nửa không? Rất nhiều người cho rằng là ngày thứ 10, nhưng không phải vậy. Phải tới ngày thứ 29 sen mới nở được một nửa, cho tới ngày cuối cùng, nó sẽ nở nốt nửa phần còn lại. Tốc độ của ngày cuối cùng là nhanh nhất, bằng tổng của 29 ngày trước đó. Nhưng đa phần, mọi người trên thế giới đều dừng ở lại ngày thứ 29. Thành công tưởng chừng như rất xa vời, thực ra nó lại chỉ cách bạn một bước cuối cùng mà thôi. Câu thứ tư, khắp nơi là vàng, mỗi phần tài năng, một phần bạc. Câu nói này có ý là, trên thế giới này, nơi nào cũng đầy cơ hội, chỉ xem chúng ta có tài năng đó không. Nếu chúng ta có tài năng, có thể nhẫn nại, tự có thể nắm bắt thời vận, cơ hội thì sẽ đạt được thành quả tốt nhất. Câu nói khắp nơi là vàng là thôi thúc chúng ta tích lũy tài năng, chờ đợi nắm bắt thời cơ, chứ không nên oán trời trách đất, trách bóc người khác
không có mắt phát hiện ra nhân tài. Chúng ta trước tiên cần suy nghĩ bản thân mình có tài năng đó không. Nếu chúng ta không có tài năng đó mà cứ ngoan cố tranh đoạt hoặc tìm mưu tính kế để giành được, cuối cùng cũng sẽ bị người ta nhìn ra thủ đoạn. Đến lúc đó, chúng ta có xuất sắc hơn người, được mọi người kính trọng chăng? Do đó, cần phải dựa vào tài năng để kiếm cơm ăn, dựa vào lương tâm để làm người. Câu thứ 5. Không rơi xuống biển, không biết biển sâu. Không sinh con cái, không hiểu lòng cha mẹ. Không rơi xuống đáy biển thì không biết biển sâu thế nào. Không sinh con dưỡng cái thì không hiểu được làm cha mẹ chẳng dễ dàng. Chừng nào chính mình gặp phải tình huống ấy mới có thể thực sự thấu hiểu được. Rất nhiều sự tình khi chưa gặp phải thì cho dù có người nói với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng có thể chẳng cần suy nghĩ mà quyết luận. Nào có hay, đó chỉ là vì chúng ta chưa từng gặp phải tình huống ấy, chưa đặt mình vào hoàn cảnh đó. Vậy nên, cần dụng tâm suy nghĩ, biết đặt mình vào vị trí của người khác mà thấu hiểu, cảm thông. Vương Dương Minh là một nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc, có nói rõ chi hành hợp nhất. Tri thức đích thực là nhờ thực hành mới có được. Một người không làm cha mẹ sẽ không bao giờ biết cha mẹ đã hy sinh bao nhiêu vì mình. Sau khi trải qua quá trình nuôi dạy con cái mới biết cha mẹ mình khổ nhọc đến thế nào. Có vậy mới cảm thấy biết ơn, hiểu được phải hiếu thảo với cha mẹ. Câu thứ 6. Không sợ quỷ có ba mắt, chỉ sợ người mang hai lòng. Quỷ ba mắt quả thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là nhân tâm khó dò. Thành lũy dù có kiên cố đến đâu rồi cũng sẽ bị công phá. Đối thủ dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không bằng mọi người đồng tâm hiệp lực. Chỉ sợ nhân tâm hai lòng bán đứng bằng hữu. Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Kết giao bạn bè nhất định phải vô cùng thận trọng. Đường xa mới biết ngựa hay, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Tình bạn phải trải qua năm tháng gắn bó mới càng chân quý và đáng tin. Câu thứ 7. Đèn thường vặn mới sáng, dao thường mài mới bén. Có câu rằng, chỉ cần siêng năng, thiên hạ không việc gì khó. Chăm thắp đèn, đèn sẽ thường sáng. Chăm mài dao, dao càng sắc bén. Tăng Quốc Phiên luôn cho là, bất kể là nhà ở, cơ quan, hành quân, đều phải lấy siêng năng làm gốc. Ông trời sẽ đền bù cho người cần cù. Một người dù tố chất như thế nào, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì không bỏ cuộc, tài trí dĩ nhiên sẽ tích lũy từng chút một. Người đạt được thành tựu lớn không hẳn phải là người thông minh, nhưng nhất định phải chăm chỉ hơn người. Không ai có thể chỉ dựa vào thiên phú mà thành công. Chỉ có chăm chỉ mới có thể biến thiên phú thành thiên tài. Thành công vĩ đại và cần cù lao động có quan hệ trực tiếp. Có một phần lao động thì có một phần thu hoạch. Câu thứ 8. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Các cụ nói, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Lại còn có câu, được đằng chân lân đằng đầu. Nếu chúng ta không phân minh tiền bạc ngay từ đầu, thì câu thứ 2 xảy ra là điều tất yếu. Đừng để cho tiền tài phá hủy tình nghĩa. Vẫn biết người trong xã hội, thân bất do kỷ. Ở đời thì người ở đâu cũng có tranh chấp lợi ích, có thị phi ở đó. Tuy nhiên, tình cảm, nhân cách mới làm nên được mối chân tình. Chứ tiền bạc thì nay còn mai mất, chẳng thể làm nên tình cảm. Có chăng cũng chỉ là thứ tình cảm như bọt nước phủ vân. Câu thứ 9. Trời không mưa cả tháng, người không nghèo cả đời. Nghèo không có gì đáng sợ, mà đáng sợ chính là mất đi ý chí. Người xưa từng có câu, nghèo chớ mất ý chí, giàu chớ có điên cuồng. Cách tốt nhất để tôn trọng bản thân là thay đổi hiện trạng thông qua những nỗ lực của chính mình. Tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mặc Tử cũng nói rằng, quan vô thường quý, dân vô trung tiện. Nghĩa là một vị quan không nhất định cả đời làm quan, còn dân thường không nhất định phải nghèo hèn cả đời. Nhìn chung những câu ngạn ngữ nổi tiếng mà người xưa để lại đều đang nói với con người một triết lý rằng, không ai giàu có vĩnh viễn, cũng không ai nghèo đói vĩnh viễn. Thực ra, không sợ đường dài, chỉ sợ chí ngắn. Không sợ núi cao, chỉ sợ chân yếu. Chỉ cần bạn nỗ lực, thành công sẽ đến. Câu thứ 10. Lão nhân bất giảng cổ,
Hậu Sinh, Hội Thất Phổ. Cổ dùng để chỉ những thứ thời cổ xưa và những thứ trong quá khứ. Hậu Sinh dùng để chỉ thế hệ trẻ, những người trẻ tuổi. Còn Thất Phổ nghĩa là làm mất đi các tiêu chuẩn và nguyên tắc. Lão nhân bất giảng cổ, Hậu Sinh Hội Thất Phổ, có nghĩa là nếu người già không kể những việc đã qua thì người trẻ sẽ mất nguyên tắc khi hành xử. Sự phát triển của loài người là không thể tách rời việc truyền dạy kinh nghiệm từ đời này sang đời khác. Ông bà ta truyền kinh nghiệm cho cha mẹ, rồi cha mẹ truyền kinh nghiệm cho chúng ta. Nếu nhìn rộng ra thì có nghĩa là bao thế hệ đã đúc kết kinh nghiệm và sau đó lại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để cho các thế hệ tương lai tránh đi đường vòng. Lão nhân bất giảng cổ, Hậu Sinh Hội Thất Phổ nói về tầm quan trọng và sức mạnh của những câu chuyện truyền miệng để làm gương trong giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 10 câu nói của người xưa nói tận trí tuệ đời người.